Thưa quý vị, để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2022, những ngày qua, Ban An toàn giao thông thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó thực hiện nghiêm công điện số 360 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ. Dự báo kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, lượng khách đến Đà Nẵng sẽ khá đông. Vì vậy, các bến tàu, xe, nhà ga, sân bay trên địa bàn thành phố đã chuẩn bị nhiều phương án đưa đón khách an toàn trật tự. Bến xe trung tâm thành phố và nhà ga Đà Nẵng huy động tối đa nhân viên phục vụ, bố trí đủ chỗ để chờ hoặc nghỉ ngơi, đảm bảo môi trường, yêu cầu các dịch vụ trong bến cam kết không tăng giá dịch vụ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, lực lượng an ninh sân bay phối hợp với thanh tra giao thông và công an thành phố kiểm soát các phương tiện ra vào bến, tăng cường phạt nguội lái xe đậu đỗ không đúng nơi quy định, không để chèo kéo khách, không để xảy ra xe dù bến cóc, theo dõi chặt chẽ hoạt động của phương tiện và lái xe, đảm bảo thực hiện đúng các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, đảm bảo số lượng phương tiện để phục vụ nhu cầu vận chuyển khách dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Thì để thực hiện cái nội dung phục vụ tốt cái công tác phục vụ hành khách, để hướng tới cái chất lượng dịch vụ và hướng tới là Đà Nẵng là một cái điểm đến, thì ngay lập tức là chúng ta phải xây dựng được cái hình ảnh từ cái sân bay để tạo ra một cái sự thiện cảm và văn minh lịch sự cũng như là thuận tiện đối với hành khách. Và thông qua cái công tác kiểm tra của các cơ quan chức năng cũng như là thực tế vận hành các cái phương án đó thì đang được đánh giá là rất tốt. Bên cạnh việc chuẩn bị phương tiện đưa đón phục vụ du khách đến Đà Nẵng, các điểm vận chuyển khách tham quan giải trí cũng được Ban An toàn giao thông thành phố quan tâm chú trọng, yêu cầu cảng vụ đường thủy nội địa phối hợp với biên phòng cửa khẩu cảng thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị đón khách dịp lễ và những ngày nghỉ cuối tuần của các tàu du lịch đang đậu đỗ tại bến cảng sông Hàn, nhắc nhở lái tàu và thủy thủ đoàn phải luôn đảm bảo tốt tình trạng kỹ thuật của phương tiện, tuân thủ nghiêm quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa của Bộ Giao thông Vận tải, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách khi đi trên sông nước. Trong cái dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5 này, là chúng tôi xác định đây là những ngày nghỉ mà nhân dân cùng các nơi về để thăm Đà Nẵng trong cái dịp nghỉ lễ. Thì trước hết, chúng tôi cùng các doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp chúng tôi xác định cái khâu trước hết là đảm bảo trật tự an toàn giao thông là nòng cốt, và tất cả các cái mặt khác chúng tôi đảm bảo là củng cố trang bị đầy đủ các lực lượng chức năng là thường xuyên kiểm tra, rồi giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, và chúng tôi cũng rất là phục vụ chu đáo, tận tình để cho nhân dân đi vui chơi, vui đến Đà Nẵng được điểm đến an toàn và thân thiện. Hiện thanh tra giao thông thành phố phối hợp với cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự công an Đà Nẵng kiểm tra rà soát hạ tầng giao thông đường bộ, lên phương án phân luồng giao thông hợp lý, giảm tối đa tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5.